Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Buổi sáng hôm nay thì em có tập trung vào làm chiếc van số của chú em ở Ninh Bình. Đó là chiếc JBL-X180. Và làm cho chú này là 7 chế độ ở trên chiếc van số này. Thì chú này chú vừa là dùng gia đình và thỉnh thoảng có mang đi phục vụ dịch vụ. Thì các cái chế độ em làm ấy thì bác này có thể nắm bắt được nó như thế này. Sáng tiếng này, nịnh giọng, tối tiếng, dễ hát, nghe cho, dị vật và dư bát. Thì những cái đặc tính mà em làm ở trên van số này ấy là nó mang cái đặc tính của bộ dàn của các bác anh em. Thế cho nên các bác anh em lưu ý là sáng tiếng là cái chất âm là dành cho cái bộ dàn sáng tiếng, nịnh giọng, tối tiếng là dành cho cái bộ dàn tối tiếng, dễ hát, nghe cho, dị vật và dư bát. Cái dư bát này là như vậy, là cái bộ dàn ấy mà có thể là bát quá nhiều, thiếu chép thì có thể dùng cái dư bát. Thì trong cái quá trình cài đặt ấy thì em chia sẻ với các bác anh em như thế này. JBL cái 180 cũng như là nhiều dòng vang số của JBL là một cái dòng vang số hay, nhưng mà lại rất khó căn chỉnh, rất khó căn chỉnh. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác anh em là khi mà làm cái dòng vang số JBL-X180 cũng như là JBL-X200 hay là JBL-180A thì nó khó là như thế nào, nó khó ở những chỗ nào. Nó rất khó, và nó khó không phải là cái equalizer, mà nó khó là khó trong phần effect và nhiều cái mục mà nó liên quan khác. Bởi vì cái đặc tính của dòng vang số JBL là cái chất âm nó đã có một cái độ sáng sạch tự nhiên rồi, sáng sạch tự nhiên rồi, cho nên cái việc mà làm giải quay dư ấy chỉ là cái vấn đề mà chúng ta làm bổ sung thôi. Thế còn chúng ta sẽ làm ở trong cái phần effect và các cái phần khác để cho cái chất âm của chiếc vang số này nó đẹp rồi sau đó chúng ta sẽ căn chỉnh cái giải quay dư để cho nó phù hợp với lại không gian thiết bị. Thì đặc tính của JBL, em làm rất nhiều cái dòng vang số của JBL cái 180 cũng như là của 200 ấy, thì nó rất khó khăn ở trong cái phần effect, cũng như là cái vấn đề là cái limit compressor. Đối với dòng vang số JBL cái 180 cũng như cái 200 ấy thì cái limit compressor là nó lại rất quan trọng khi mà chúng ta căn chỉnh dòng vang số này. Thì ở ngay từ trong phần mic này, ngay từ trong phần mic ấy thì nó đã có, em quay đây cho nó đỡ loá, nó đã có những cái mục limit compressor ở trong cái phần mic rồi. Kể cả là để về chế độ, bây giờ em sẽ thử mic đã, thử mic để cho bác này bác có thể nghe được trên mic này. Bây giờ sẽ thử mic này và giải quay dư thì em có căn chỉnh, và tí nữa sẽ để cái giải quay dư này về chế độ bypass để mà thử chất âm, để các bác anh em thấy được rằng là cái vấn đề effect hay nhiều cái mục khác nó sẽ là quan trọng hơn rất nhiều. Còn cái phần equalizer là chúng ta sẽ bổ sung, và bây giờ sẽ thử cái phần âm sắc này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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
trên loa JBL, cũng đang thử trên loa JBL luôn. JBL 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 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
vấn đề căn chỉnh quay dơ ở phần mic cũng như là cái phần phần main này để về chế độ bypass nhé. Và bây giờ sẽ thử âm để các bác anh em có thể nghe được là cái sự ảnh hưởng khi mà chúng ta căn chỉnh cái quay dơ. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 6 7 7 8 9 10 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
mặc dù để về chế độ bypass, tức là không không chịu ảnh hưởng bởi cái việc chúng ta căn chỉnh. Thế thì nó khó ở cái một phần nào? Ngay từ cái phần limit compressor ở cái phần mic này. Hôm nay thì em chia sẻ kỹ bởi vì có rất nhiều các anh em là hỏi về cái dòng vang số này. Hỏi về cái dòng vang số này. Thì đây là một cái cấu hình mà các anh em có thể áp dụng được này. Limit compressor. Ở trong cái phần effect ấy thì nó khó như thế nào?
nó rất nhiều mục, nó rất khó. Ở trên dòng van số này ấy, từ cái e cho thì nó không như là trên cái dòng x. Cái dòng x ấy thì tối đa là 100, nhưng cái trên trở dòng van số này thì tối đa là 200. Thì ở cái cấu hình này ấy, thì đang để là 100 này, cái e cho vun 100. Cái low bass này này là cái cắt tần số cao của cái hiệu ứng. Cái low bass này là cắt tần số cao của hiệu nghe cho này. Và cái high bass này là cắt tần số thấp của hiệu nghe cho này. Không phải là chúng ta thích sáng ấy, chúng ta thích chất âm sáng, chúng ta đưa nó lên cái giá trị cao đâu. Nhiều các anh em khi mà làm van số ấy, thì kể cả là trong phần mic cũng như là cái phần effect ấy, cứ nghĩ rằng là như vậy để cho nó sáng bay nhẹ thì như vậy là sẽ cắt cao lên. Không phải đâu, đối với van số ấy, cắt cao thì lại là gây ồn và nó thiếu sáng. Cắt cao gây ồn và thiếu sáng, thì đây nó là cái phần là phần cắt cao. Cắt cao thì nó từ 7 trên 7.000 cho đến 8.000 này, giả dụ thế. Thế còn cái cắt thấp ấy thì nó loanh quanh cỡ khoảng độ từ 120 đến 140 này, tùy từng cấu hình này. Cái gia bít thì nó loanh quanh cỡ khoảng từ trên 50 cho đến tầm 60 này. Cái đam binh này ấy là một cái mà nó lại khác biệt ở trên nhiều dòng con số khác, là cái đam binh tức là cái này nó làm êm, làm mượt ở cái tần số cao. Đam binh này nó rất quan trọng này, nó làm êm làm mượt ở cái tần số về cái hiệu ứng. Nói chung là cái này nó là làm êm làm mượt về cái phần hiệu ứng nghe cho. Và phía trên này tắt mic, còn một cái mic nữa. Vừa rồi là thử hai mic cùng một lúc, là hai mic bật cho nên nó có độ ồn. Về cái derivol này này, cái này thì nó rất quan trọng này. Cái này ấy, chúng ta đặt đúng tầm ấy thì nó sẽ có một cái chất âm tự nhiên chân thật này. Các bác cứ thử xê dịch ở cái giá trị này xem, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất âm. Cái delay ấy là không quá 20 mili giây, không quá 20 mili giây. Cái delay thai là loanh quanh cỡ khoảng 200-201 cho đến tầm khoảng độ 220. Đây là delay thai này, tức là cái độ trễ hiệu nghe cho. Và cái delay pre-delay này từ 10 cho đến không quá 20. Về cái độ trễ giữa kênh giờ kênh lờ thì để 00 đi. Em ít khi làm cái độ trễ này. Độ trễ này là gây ồn, gây như vậy thiếu tự nhiên, thiếu trung thực. Tiếp đến là phần dì vợt này. Các bác có thể thấy được là đây là dì vợt vôn này. Dì vợt không thường thường nó bằng cỡ khoảng 1/3 của e cho. Dì vợt vôn này. Cái low bass tức là cắt thấp của dì vợt này. Đây cắt cao của dì vợt này thì nó cỡ khoảng độ trên 10.000 cho đến 11.000 cắt cao này. Tiếp đến là cái cũng có một cái như vậy là cắt thấp này. Đây là cắt thấp của cái dì vợt thì nó từ 140 cho đến 170-180 nhá. Cắt thấp của dì vợt là từ 140-170-180 này. Và đây nó là cũng có một cái mục đường đi vôn. Thì cái này nó cũng rất là quan trọng khi mà chúng ta thay đổi. Tiếp đến là cái dì vật tới delay là 12 mili giây. Và cái dì vật thai ở trên dòng van số này rất khó làm khi mà chúng ta đặt cái giá trị dì vật thai nó không đúng. Theo không gian, theo thiết bị chúng ta có thể là xê dịch, nhưng mà nó ở cái tầm cỡ khoảng độ 2007 cho đến 2008 nhá. Dì vật thai ở trên dòng van số này là 2007-2008. Đấy là những cái mà nó rất cơ bản khi mà làm trên van số này. Tiếp đến cái phần main, bởi vì một dòng van số mà nó rất chú trọng về cái vấn đề limit compressor, cho nên rằng là phải làm cái limit compressor thì cái van số này nó mới hay được. Và đây là tỷ lệ e cho dì vợt, tỷ lệ e cho dì vợt và phần mic, phần music và tỷ lệ e cho dì vợt, phần mic, phần music này. Và có cắt thấp làm sao cho nó phù hợp này. Thì mỗi một cấu hình ấy thì nó sẽ thay đổi khác nhau ở cái cắt thấp này. Giả dụ sáng tiếng thì cắt thấp mà thì nó bình thường, nhưng mà chế độ tối tiếng tức là cái bộ dàn mà nó không sáng tiếng chẳng hạn thì chúng ta phải cắt ở cái phần main này cao lên chứ. Chúng ta phải cắt cao lên và không quá 100. Cái vấn đề mà cắt thấp ở trên các cái đầu ra ấy, thì em vẫn chia sẻ với các anh em ấy, là không nên cắt quá 100. Nó làm cho cái chất mic và chất nhạc rất khô. Đôi khi các anh em thấy nó trầm chẳng hạn, thấy nó dư trầm, cảm thấy là cái âm trầm nó nhiều, cắt ở cái phần main này quá cao, nó làm cho cái phần mic nó khô, phần nhạc nó khô. Và nhất là khi chúng ta nghe nhạc
thì như vậy là càng khô, giọng hát ca sĩ nghe rất khô. Và có cả nhiều các anh em là quan niệm là như vậy là để cho cái âm trầm nó sẽ là loa sút nó đảm nhiệm, nhưng đấy là một cái sai lầm. Đấy là một sai lầm khi mà sử dụng karaoke trong gia đình, bởi chúng ta còn phải nghe nhạc nữa. Chúng ta nghe nhạc nữa, cho nên rằng là khi chúng ta nghe nhạc ấy mà chúng ta cắt quá cao thì giọng hát ca sĩ rất là khô. Chúng ta nghe cái nó thiếu đi cái âm trầm, thiếu đi cái âm trung trầm và thiếu đi sự mềm mại khi chúng ta nghe giọng hát ca sĩ. Còn ở phòng hát kinh doanh ấy thì đôi khi có thể cắt được, nhưng cắt được ấy, bởi kinh doanh thì chỉ có hát không thôi. Phòng kinh doanh chỉ có hát không nghe nhạc. Và cắt như thế là chẳng qua cái hệ thống ấy nó nhiều loa. Hệ thống nhiều loa thì có thể nó có sự cộng hưởng thì chúng ta cắt cao lên một chút, nhưng trong gia đình thì không nên cắt cao. Và đấy là những cái mà em chia sẻ thông qua quá trình mà căn chỉnh vang số ở phòng hát. Bởi trước đây em làm cho công ty âm thanh mà, cho nên là em cũng lắp đặt âm thanh karaoke phòng hát, và đến bây giờ là chuyên dụng cho gia đình. Bây giờ là chuyên dụng gia đình thì em nắm bắt được rằng là khi mà làm ở phòng hát ấy, nó nhiều loa, nó có sự cộng hưởng, và súp ở phòng hát là súp to, súp lớn, mở lớn, công suất lớn và mở lớn, cho nên là chúng ta có thể là cắt cao lên được. Thế còn ở gia đình ấy, cắt cao lên là nghe nhạc rất là khô. Thì đây nó cũng là một cái mà em chia sẻ với các bác anh em để các bác anh em có thể nắm bắt được. Kể cả anh em bán hàng, em làm ấy, thì tại sao em lại nói như thế? Bởi vì là rất nhiều những chiếc vang số mà em căn chỉnh các bác anh em. Khi các bác anh em nhận những chiếc vang số em căn chỉnh là khách hàng, là người dùng nhận những chiếc vang số em căn chỉnh thì đều có một cái phản hồi rất tốt ở trên cái dòng vang số JBL-X180 cũng như là JBL-X200. Cho nên tại sao em lại có thể là mạnh dạn để em có thể là chia sẻ với lại anh em thợ trẻ như vậy? Bởi vì là làm vang số là nó phải phối hợp rất nhiều mục chứ không phải cái dạng quay dơ. Thậm chí để về chế độ bypass mà chất âm nó vẫn đẹp mà. Bây giờ sẽ gọi ra nhé. Bởi lúc nãy là để 2 mic, cùng một lúc em cắm 2 mic cho nên nó có độ ồn. Còn bây giờ sẽ gọi ra này. Đây là cái chế độ số 1 này. Đây là chế độ B01, tức là chế độ số 1. Thì trên dòng vang số này ấy, thì chúng ta sẽ đặt chế độ khởi động. Đây là chế độ khởi động. Thì đây nó là chế độ 1 này, B1 là 01 này. Và thử cái mic này, cái mic Bayer cái đầu thu kia để các bác nghe được như này. Lúc nãy là 2 mic. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 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
để các bác anh em nghe được là cái chế độ dì vợt này. Bởi vì cũng có các bác anh em hỏi về cái chế độ dì vợt. Thì dì vợt thì thôi, cái phần mic thì cũng chưa. Đây, các bác sẽ thấy được cái chế độ dì vợt như thế này. Thì để mà làm cái chế độ dì vợt đấy, thì các bác có thể là áp dụng luôn các cái thông số mà em đã căn chỉnh. Đây là chế độ dì vợt này. Thì đối với em khi đã làm chế độ dì vợt là 100% dì vợt, và làm e cho là 100% là e cho, chứ không pha trộn cái gì cả. Đây là một cái cấu hình dì vợt này. Thì khi mà làm dì vợt ấy thì nó phải có cái sự phối hợp rất nhiều mục, và ở cái chế độ phòng này này là sử dụng chế độ phòng cúp tôm đấy, chế độ cúp tôm thì chúng ta sẽ có những cái phần căn chỉnh ở đây là phần dì vợt này. Khi chúng ta vào cái mục cúp tôm ấy, bình thường thì trong cái chế độ dì vợt này, các bác thấy là ở chế độ dì vợt thì nó có chế độ cúp tôm này, chế độ zoom này, smart là nhỏ này, Langer là lớn này, và voi ke này. Thế nhưng ở chế độ dì vợt ấy, ở chế độ dì vợt thì sử dụng chế độ cúp tôm này, tích vào cúp tôm này, và ở cái mục này này, phế mục Advanced này này, nó sẽ có những cái mục như thế này. Thì các bác có thể là áp dụng cái cấu hình dì vợt này, cái cách căn chỉnh của cấu hình dì vợt. Và ở cái phần main này, các bác thấy rằng là sử dụng chế độ cấu hình dì vợt thì e cho là cũng giảm về không hết, chỉ đối với em ấy thì là đã làm dì vợt là dì vợt, và như vậy là e cho là e cho. Và bây giờ các bác sẽ nghe được cái chất âm của cấu hình dì vợt này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 1 2 6. Thì vừa rồi thì em cũng chia sẻ rất là kỹ trên cái dòng vang số JBL-KX180 để các bác anh em có thể nắm bắt được khi mà căn chỉnh dòng vang số này. Bởi vì cũng có rất nhiều các bác anh em mà đang sử dụng và cũng đang loay hoay về cái vấn đề căn chỉnh dòng vang số này. Thì các bác anh em có thể là tham khảo một cái video mà em
chia sẻ với các anh em để các anh em tự mình căn chỉnh dòng mã số này được tốt hơn.